Siêu thị máy tính chính hãng Anker xin chào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sản phẩm Acer Swift Alpha 12 SA5271P. Không màu mè hoa mỹ, thế nhưng Acer Swift Alpha 12 cũng kịp tạo nên một sự ấn tượng với một chất lượng hệ thống làm mát bằng chất lỏng đầu tiên trên một chiếc laptop 2 trong 1. Không những thế, Swift Alpha 12 còn thể hiện sức mạnh phần cứng của mình với hiệu năng cao cấp, màn hình hiển thị đẹp mắt với độ phân giải QHD. Cũng là một thiết bị Line 2 trong 1, nhưng khác với thông thường là Alpha 12 của Acer đi kèm cho bạn một bàn phím rời có khả năng tháo lắp linh động. Về thiết kế, một lần nữa thì Acer đã mang đến cho bạn một thiết kế đầy sự mới lạ và hiện đại với bàn phím và thanh đỡ. Điều này thể hiện sự cao cấp một cách hoàn hảo, rõ nét với vẻ đẹp đến từ khung nhôm được làm nhám. Phần mặt trước của thiết bị là một chiếc tablet không hơn không kém với màn hình kích thước 12 inch, độ phân giải là 2160x1440 pixel. Đường viền ngoài bằng vòng bezel tương đối mỏng. Khi kết nối một cách hoàn toàn đầy đủ với bàn phím rời, thì Acer Swift Alpha 12 có khối lượng nhẹ chỉ 1,2kg, rất là tiện lợi cho bạn mang theo bên mình. Vì đây là một chiếc laptop 2 trong 1 với bàn phím gắn ngoài nên không thể thiếu được cụm kết nối từ tính quen thuộc, đặc trưng cho phép bạn kết nối và sử dụng ở bất kỳ góc độ nào. Về bàn phím và chuột, Acer lại tích hợp bàn phím với hành trình phím 1,4mm và sử dụng đèn nền LED sáng để tiện sử dụng trong lúc đêm khuya. Theo cảm nhận của chúng tôi thì lực nhấn không phù hợp với những người làm việc văn phòng mà chỉ để giải trí mà thôi. Điểm trừ của bàn di chuột chính là được bố trí sát với bàn phím, gây ra tình trạng vô tình chạm vào phím chuột khi đánh máy, bên cạnh đó thì diện tích tạm đủ để sử dụng. Cổng kết nối luôn là một vấn đề quan trọng của những thiết bị Line, và ở Acer Alpha 12 được trang bị đa dạng như cụm jack cắm âm thanh, USB 3.0, USB Type-C đa năng và đầu đọc thẻ nhớ điện thoại. Cấu hình của phiên bản này đó chính là Intel Core i5 Skylake, dung nhịp 2,3 GHz, dung lượng RAM 4 GB, 256 GB ổ cứng SSD giúp cho thiết bị thực sự là một cỗ máy hoạt động tốt trong các hoạt động cơ bản thường ngày của bạn. Máy đi kèm với bút cảm ứng Stylus cho phép bạn dễ dàng thực hiện việc viết hay vẽ các nét thanh và nét đậm một cách đầy đủ, chính xác hơn so với cảm ứng bằng tay. Thời lượng pin lại là một điểm yếu của Alpha 12 khi nó chỉ đủ giúp thiết bị hoạt động liên tục trong gần 5 tiếng đồng hồ khi lướt web và thấp hơn so với tiêu chuẩn của Ultrabook chung là hơn 7 tiếng. Trên Swift Alpha, bộ tản nhiệt chất lỏng qua test thực tế cho thấy bề mặt của thiết bị vẫn tương đối ấm hơn so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, vấn đề về nhiệt trên cũng không có gì đáng lo ngại khi bạn thường xuyên ngồi ở văn phòng điều hòa mát lạnh. Nếu bạn có nhu cầu cao hơn, có thể lựa chọn phiên bản 29 triệu đồng với cấu hình là Core i7, ổ cứng 512GB và RAM 8GB. Và đây chính là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Bạn có thể truy cập vào website ankhang.vn hoặc qua địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!